Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hello Channel. Thì ngày nay lúc mà sở hữu một cái máy Switch á, chắc hẳn nhiều bạn trong chúng ta sẽ là muốn chơi online đúng không? Nhưng mà cũng tương tự với máy PlayStation á, là khi cái mà chúng ta sở hữu máy Switch mà muốn chơi online á, thì chúng ta lại phải cần một đăng ký một cái gói membership, đó là Nintendo Online Membership. Và không phải ai cho chúng ta cũng biết cách đăng ký, vì thế hôm nay nếu Hello xin phép thực hiện một cái clip này á, để hướng dẫn các bạn các cách đăng ký trên máy Switch nhé. À, thì ở trên cái màn hình chính máy Switch như các bạn đã thấy ở đây nè, chúng ta sẽ thấy hai mục, đó là một là Nintendo eShop nè, với một là Nintendo Switch Online. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn hai cách khác nhau đăng ký luôn, một cái là thông qua cái Nintendo Switch Online này, với một sau đó sẽ là một cái cách là thông qua cái eShop luôn. Thì với cách đầu tiên á, các bạn sẽ vào trong mục Nintendo Switch Online, các bạn sẽ chọn cái tài khoản của mà mình đang sử dụng nha. Các bạn chịu khó đợi khoảng từ 1 tới 2 giây á, tùy theo cái tình trạng mạng á, mà chúng ta sẽ có cái thời gian lag khác nhau. Thì cũng trong cái màn hình này á, các bạn sẽ có nhiều cách khác nhau để đi tới cái bước tiếp theo. Một là chúng ta sẽ bấm vào mục Become Member ở đây luôn. Hai là chúng ta sẽ kéo xuống đây nè, chúng ta sẽ thấy là có là cái Membership Option nè. Rồi còn có luôn cả một cái mục Trending là Nintendo Switch Online đây luôn. Và nếu như không thích ở đây hoặc là lúc mà sau này á, cái menu nó có cập nhật á, các bạn có thể kéo xuống bên dưới phần Nintendo Option and Support. Cái membership option support này, thì khi các bạn bấm vô đây, bạn sẽ thấy nha, Nintendo sẽ họ sẽ trình cho các bạn hết tất cả những cái lựa chọn về gói Nintendo Switch Online của họ, và thậm chí luôn có những cái mức giá luôn. Và lúc này thì việc của các bạn làm gì đó, chúng ta sẽ bấm vào trong cái mục là membership option này. Thì lúc đó là cái máy Switch của bạn sẽ tự động chuyển sang eShop, hay cụ thể hơn là sẽ chuyển sang cái mục mà mua cái gói membership này luôn. Thì trong màn hình này nha, chúng ta sẽ lựa chọn một trong hai cái gói membership cơ bản nhất. Đó chính là gói Individual Membership và cái gói Family. Hai gói này có một cái điểm khác nhau, đó là cái gói Individual là các bạn chỉ chơi được một người thôi, hay là nó chỉ có áp dụng trên một cái tài khoản thôi nha. Còn với gói Family á, thì chúng ta có thể thêm tối đa tới 8 cái tài khoản vô trong cái gói này để 8 người cùng nhau sử dụng cái gói membership luôn. Còn mà sau khi mà các bạn chọn được cái gói thích hợp á, thì chúng ta sẽ xuống dưới đây. Đây, ở dưới đây chúng ta sẽ có cái mức thời gian khác nhau luôn. Đó, chúng ta cứ bị kéo xuống nữa, đó. Ở đây nó sẽ có rất là nhiều khác nhau. Rồi chúng ta sẽ thấy là ở đây sẽ có thêm một cái mục đó là cái Switch Online thường không, và có một cái Switch Online Blood and Base Pass. Thì cái sự khác nhau giữa hai cái gói này là gì? Đó là lúc mà các bạn sử dụng cái gói Switch thường á, thì chúng ta chỉ có thể truy cập được vô nè cái dịch vụ xem game đám mây nè, chúng ta có thể chơi online được nè. Rồi chúng ta có thể chơi giả lập những một số cái hệ máy cũ của bên Nintendo, giống như mà máy NES nè, máy SNES nè. Còn cái hệ máy cao cấp hơn, ví dụ Nintendo 64 nè, Sega Genesis nè, hoặc là một số cái hệ máy khác á, thì chúng ta không chơi giả lập được nha. Và đó là chưa kể tới việc á, khi các bạn mà chơi cái gói mà membership cộng với Expansion Pass á, chúng ta còn được truy cập vô những cái gói của mở rộng của những cái tựa game khác luôn. Ví dụ như mà gói cách 8 nè, cái ở trong Mario Kart 8 ấy, nó sẽ có một cái gói gọi là Booster Pass. Ở trong cái gói đó thì chúng ta sẽ có được rất nhiều bản đồ mới luôn. Hay là trong cái Animal Crossing Horizon á, thì chúng ta sẽ có thêm một cái gói mở rộng mà trong đó chứa rất là nhiều cái món đồ khác nhau để chúng ta trang trí đảo nè. Và cuối cùng luôn á, là giống như trong cái trò mà Splatoon 2 thì có bản là Octo Expansion một cái miễn phí luôn. Thì sau khi các bạn cân nhắc đầy đủ hết rồi đúng không, chúng ta sẽ chọn một cái gói mà mình thích hợp để mua nhất. Ở đây thì sẽ có rất là nhiều cái hình thức khác nhau các bạn thanh toán luôn, từ thanh toán bằng thẻ tín dụng nè, hoặc là sử dụng là cái số tiền còn lại trong tài khoản nè. Ví dụ mà mình bấm vào thanh toán bằng thẻ tín dụng đi, ở đây máy sẽ chuyển qua một cái màn hình ở bên này. Ở đây thì chúng ta sẽ nhập các thông tin của thẻ vào, và sau đó chúng ta sẽ chọn lưu lại để mình có thể thanh toán sau này thôi. Và dành cho những các bạn nào mà đang thắc mắc cái việc mà liên kết thẻ tín dụng á, hay thẻ credit card với cái tài khoản eShop á, thì các bạn có thể theo dõi những cái đoạn video khác của bên Hello thực hiện luôn. Tại mình đã từng có làm clip á, hướng dẫn rất chi tiết về việc này luôn ạ. Còn đối với những bạn nào mà muốn sử dụng cái số tiền còn lại trong tài khoản á, mình cứ vào cái mục Available Fund. Rồi mình chịu khó đợi một chút xíu. Ở đây đi tới đâu sao họ sẽ thống kê hết tất cả mọi cái số tiền mà bạn cần phải trả ra. Và nếu như chúng ta có đầy đủ số tiền đúng không, thì chúng ta chỉ cần vào cái mục Add Fund này, nó sẽ thành mục Save hoặc Reset to Save. Các bạn bấm tới và họ sẽ tự động chịu tiền thôi. Còn mà nếu như mà chưa có đủ số tiền á, thì nó vẫn sẽ hiện mục Add Fund, nhưng lúc này các bạn á phải thêm là bằng thẻ tín dụng của mình vào nè, hoặc là mình sẽ thêm là bằng cái thẻ eShop card. Thì hiện nay bên Hello cũng đang bán những cái thẻ eShop này với giá rất là rẻ luôn đó.
Còn với lại nếu như mà các bạn muốn mà mua bằng cái dạng eShop á, thì chúng ta sẽ vào một Nintendo eShop này nè, vẫn chọn cái tài khoản luôn. Và có một điều các bạn lưu ý nha, có thể với nhiều bạn á, là các bạn để cái chế độ mà nhập password lại nhiều lần á, mà các bạn để chế độ đó thì mỗi lần các bạn bấm vào eShop á, họ sẽ yêu cầu các bạn phải nhập password lại hết luôn. Và ở đây á, thì các bạn chỉ cần lưu ý là cái gói Nintendo Online này với cái enter code. Đối với enter code là sao? Là nếu như các bạn mua những cái thẻ nạp Nintendo Online ở bên Hano Shop nè, hoặc ở bất kỳ một cái địa điểm uy tín nào khác á, thì chúng ta chỉ cần qua đây nhập 16 con số đó vào là chúng ta sẽ kích hoạt gói membership được rồi. Còn không á, thì chúng ta cứ lên một là Switch Online. Các bạn nào một xíu giống như tương tự bên có bên kia thôi. Và ở đây á, thì các bạn chỉ cần chọn Chat hoặc là Change Membership. Và cũng tương tự giống báo nãy, ở đây các bạn sẽ chọn là gói Family hay gói Individual. Rồi mình sẽ chọn một cái mốc thời gian nào đó các bạn thích, giống như có gói 1 tháng nè, gói 3 tháng, gói 12 tháng nè, cứ chọn vào bên trong. Và cũng tương tự giống bên kia thôi, chúng ta sẽ bấm vô một Available Fund, Credit Card hay PayPal tùy theo cách các bạn muốn thanh toán. Và cũng tại đây thì nếu như chúng ta có đủ số tiền bên trong tài khoản á, thì lập tức ở đây sẽ thành cái mục buy luôn, chỉ cần buy hoặc là một process to buy. Các bạn cần bấm vô đó và bấm OK là mọi thứ đã hoàn thành rồi đó. Thì hiện nay á, bên Hello Shop á, đang có nhiều chương trình khuyến mãi dành cho máy Nintendo Switch nè. Rồi các thẻ membership, thậm chí thẻ nạp tiền eShop, bên shop cũng đang có rất nhiều chương trình khác nhau dành cho các bạn mà muốn là nạp tiền trong cái những cái dịp lễ Tết hoặc hậu lễ Tết nào luôn. Các bạn có thể liên hệ với lại bên Hello Shop thông qua các tổng đài chăm sóc khách hàng giống như mà Zalo nè, rồi là bên Facebook nè, hoặc là các bạn có thể là liên hệ thông qua YouTube này cũng được luôn. Và nếu như các bạn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan tới cái việc nạp membership á, các bạn cứ mạnh dạn để lại bên dưới phần comment và phần bình luận đi. Bên mình sẽ có người vào và hỗ trợ hết tất cả mọi thắc mắc của các bạn luôn. Và nếu các bạn thích video clip này á, các bạn hãy cho mình một like, một share và một subscribe nhé. Tại vì những cái điều đó sẽ làm cho tụi mình có thêm nhiều động lực khác nhau á, để mà thực hiện những video clip có nội dung tương tự. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip sau.